Hello students, today we study revisions for midterm test. Thầy chào các em, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài học ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 nhé. Các em mở tập sách ra và bắt đầu ghi bài. Và bây giờ các em nhìn vào màn hình nhé. Nội dung ôn tập của chúng ta là từ unit 1 cho đến unit 3. Chúng ta sẽ bài kiểm tra của chúng ta sẽ kiểm tra 60 phút. Các nội dung chính các em sẽ ôm là các từ vựng về nhà cửa, gia đình, công việc nhà, các môn học ở trường, quan hệ bạn bè và mô tả người. Các mẫu câu hỏi đáp theo chủ đề từ unit 1 đến unit 3. Phần ngữ pháp thì các em sẽ ôm các thể hiện tại đơn, simple present tense và thể hiện tại tiếp diễn. The present continuous tense. Các dạng bài tập trong sách workbook. Các dạng bài tập ôn trong đề cương này mà thầy sẽ hướng dẫn các em làm nhé. Bây giờ các em chép bài vào. Bây giờ chúng ta sang phần B là các dạng bài tập cần ôn. Một là mã chọn từ có phần gạch dưới được phát âm khác với các từ còn lại. Dạng bài này chúng ta cũng đã làm nhiều trong sách workbook rồi nhé các em. Bây giờ các em sẽ cùng làm và sửa với thầy nhé. Number 1. A. Leaf. B. Dishes. C. Idea. D. Milk. Vậy thì chúng ta có câu C. Phần gạch dưới đọc là I. Mấy câu khác là đọc là Y. Vậy chúng ta chọn 1. C. Number 2. A. Eat. B. Clean. C. Sit. D. Rate. Vậy thì chúng ta sẽ chọn câu D là rate. Tại âm A, mấy cái âm Y nha. Number 3. A. Like. B. Thick. C. Kitchen. D. Dinner. Vậy thì chúng ta sẽ chọn câu A là like. Âm I. Mấy câu kia là âm Y. 4. A. Magic. B. Acting. C. Fantasy. D. Island. Vậy thì chúng ta sẽ chọn câu D là Island. Âm ơ, mấy kia âm A-E nha. Number 5. A. Novel. B. Soccer. C. Roll. D. Comic. Vậy thì chúng ta sẽ chọn câu C là Roll. Mấy âm O, còn mấy từ kia đọc là âm O nha. 6. Idea. B. Repeat. C. Please. D. Cream. Vậy thì chúng ta sẽ chọn idea âm ear, còn mấy câu kia là âm y. 7. A. Wear. B. Sneaker. C. Beat. D. Clean. Vậy thì chúng ta sẽ chọn câu A. Wear, còn mấy câu kia đọc là âm y nha. Number 8. A. Spider. B. Slim. C. Kind. D. Stripe. Vậy thì mình chọn câu B. Slim âm Y. Mấy câu kia là âm I. Đó. Rồi các em sửa vào phần 1 là mã này. Sang phần 2 là mã chọn từ có âm nhấn khác với các từ còn lại. Phần này thì chúng ta cũng đã làm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ôm lại với những cái từ này. Number 1. A. Center. B. Balcony. C. Basement. D. Apartment. Vậy chúng ta có câu D là vần nhấn vần 2. Mấy câu kia nhấn vần 1. Chúng ta chọn D. C. Number 2 nha. A. Museum. B. Laundry. C. Village. D. Kitchen. Thì chúng ta sẽ chọn câu A là Museum vần 2. Mấy câu kia vần 1. Number 3. A. Audience. B. Adventure. C. Notice board. D. Mystery. Vậy thì em chọn câu B. Adventure nhấn vần 2 nha. Mấy câu kia nhấn vần 1. Number 4. A. Secret. B. Scary. C. Event. D. Outdoor. Vậy mình sẽ chọn là C. Event nhấn vần 2. Mấy câu kia nhấn vần 1. 5. A. Badminton.
B. Barbecue. C. Appearance. D. Saturday. Vậy thì chúng ta sẽ chọn câu C. Appearance, nhấn vần 2, mấy câu kia nhấn vần 1. Number 6. A. Soccer. B. Cartoon. À, thầy xin lỗi, cartoon. C. Picnic. D. Sweater. Vậy thì chúng ta sẽ chọn câu B. Cartoon, nhấn vần 2, mấy có mấy câu kia nhấn vần 1. Rồi, các em sửa bài vào. Sang phần 3 La Mã, em hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một trong bốn đáp án này đúng nhất để điền vào chỗ trống ở từng câu nha các em. Câu 1. I don't like watching horror movies. Đây à, tôi không thích xem phim kinh dị. Chúng thì sao này? À, chúng thì gây sợ đúng không? À, vậy là chúng ta sẽ chọn là scary. Đáp án A là đúng. 2. Before I buy a new book, I often read about it on the internet. Trước khi tôi mua một quyển sách mới thì tôi thường đọc cái gì về nó trên internet các em? À, phần reviews đúng không? Phần phê bình sách nha. Vậy chúng ta chọn B. Number 2 B. Number 3, Harry Potter is a series of 7 novels by J.K. Rowling, a British author. Harry Potter là một loạt tiểu thuyết được viết bởi ông J.K. Rowling, một tác giả người Anh. Làm ta sẽ chọn tiểu thuyết tưởng tượng nhé, fantasy, đúng rồi. Number 4, I want to sign up the music club this year. Tôi muốn đăng ký cho câu lạc bộ âm nhạc vào năm nay. Giờ là sign up đi với giới tự for, sign up for nha. Giờ là C. Number 5, I playing badminton in my free time. Tôi chơi cầu lông trong thời gian rảnh của tôi. Vậy chúng ta chọn cái gì đây? Có playing phía sau chỗ trống. Chọn like, like cộng với in nha. 5D. 6. Can I borrow your eraser? I can't find. Tôi có thể mượn cái cục gom của bạn không? Tôi không thể tìm được cục gom của tôi. Và cái cục gom của tôi là cái nào đây? Vậy là 6D và my nha. Number 7. You can join one of the three sports clubs this year. Badminton, basketball, table tennis. Bạn có thể tham gia vào một trong ba môn thể thao, một trong ba câu lạc bộ chơi thể thao năm nay. Câu lạc bộ cầu lông, câu lạc bộ bóng rổ và câu lạc bộ bóng bàn. Thì chúng ta sẽ chọn ta sẽ chọn O. Chúng ta tham gia một trong ba câu lạc bộ đó. Mình chọn chữ O nhé. Ta có cái đáp án D là both A and B are correct. Cả câu A và câu B đều đúng, nhưng mà câu cái này không chọn được, tại vì chọn đáp án đúng nhất là câu B nha các em. Number 8. Our school has 3 sports clubs this year. Swimming, volleyball, soccer. Trường của chúng ta thì có 3 câu lạc bộ thể thao năm nay. Câu lạc bộ bơi lội, câu lạc bộ bóng chuyền và câu lạc bộ bóng đá. Thì chúng ta chọn như đây. A and Number 9. There isn't a gym, a swimming pool near my house. Không có một cái phòng tập hay là một cái hồ bơi ở gần nhà của tôi. Vậy thì em sẽ chọn câu nào đây? B. Or. Câu phủ định thì em đi với or nha. Rồi các em sửa bài vào. Tiếp theo câu 10. Do you know any other books? Nguyễn Nhật Ánh. Bạn có biết bất cứ quyển sách nào được viết bởi ông Nguyễn Nhật Ánh không? Vậy là chúng ta sẽ chọn C, đúng không? Là by, bởi một tác giả nào đó. 11. I can meet you on Saturday. I football with my brothers. Tôi không thể gặp bạn vào thứ bảy này. Bởi vì sao? Tôi chơi bóng đá với là những anh của tôi. Giờ chọn đi, tôi có kế hoạch. I'm playing. Mình dùng hiện tại tiếp diễn nói một cái kế hoạch.
ở tương lai của mình nha. 12. Today we are wearing because it's hot. Hôm nay chúng tôi đang mặc bởi vì trời nóng, chứ là nóng thì mặc cái gì cho nó mát mẻ đây. Vậy là socks, mặc quần sọt nha. 13. We are having in our garden on the weekend. Chúng tôi đang có trong vườn chúng tôi vào cuối tuần, a barbecue, một cái tiệc nướng ngoài trời. 14. Is your dad meeting you at the station? Ba bạn có gặp bạn ở trạm xe không? See, yes he is. Đúng rồi nha. 15. Danny, blue eyes and blonde hair. Danny thì có mắt xanh và tóc vàng. Vậy là mình chọn chữ D, has. Vì số ít nên chọn has nha. 16. Your looks very warm. Cái gì của bạn trông rất ấm áp. Vậy là sweater, cái áo khoác, len, đúng không? 17. This program, or can I turn the TV off? Vậy bạn có đang xem chương trình này không? Hay là tôi tắt nó, tắt TV? Vậy là mình sẽ chọn Are you watching? Thì hiện tại tiếp diễn câu B. 18. Don't be so selfish. You should share your candy, your friends. Đừng có quá ích kỷ, bạn nên chia sẻ kẹo với bạn của bạn. Vậy chúng ta sẽ chọn with D. 19. Rachel is very. She doesn't like working at all. Rachel thì rất là gì đó mà không thích làm việc các em. Thì là lười biếng đúng không? A. Lazy. 20. Alice always thinks about herself and never about other people. She's. Alice thì lúc nào cũng nghĩ về chính cô ấy và không bao giờ nghĩ cho người khác. Vậy cô ấy là người như thế nào đây? She's. She's selfish. Vậy là 20 là B. Selfish là tính ích kỷ nha. Rồi các em sửa bài vào. Sang phần 4 là mã, em hãy nhìn hình và chọn đáp án phù hợp nhất. Thì chúng ta có các hình, có thể hình này là trong sách giáo khoa chúng ta đã học, hoặc là các hình này ở bên ngoài mà những hình thông dụng xung quanh chúng ta, hoặc là biển báo giao thông nhé các em. Bây giờ chúng ta sẽ làm những cái hình này thầy. Number one, what does the sign mean? Cái hình này, cái biển báo này báo gì đây? Please take off your shoes. Cởi giày ra. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái gì đây? A, B, C, D. B, please remove your shoes when you enter this place. Vui lòng tháo giày ra khi mà đi vào nơi này. Number 2, what does the sign mean? Nó nhìn vào cái biển báo này nha. Parking zone, nơi đổ xe. Thì mình sẽ chọn sau đây. B, you can park your car here. Bạn có thể đậu xe của bạn ở đây. Number 3, what does the sign mean? Biển báo này nói gì? Biển báo này là cấm không được đi vào đường một chiều nha. Bây giờ chúng ta sẽ chọn bên đây, A, B, C, D này. You can't go into this street. Bạn không thể đi vào cái con đường này. Đường cấm mà, đúng không? Đường này đường một chiều, không thể đi vào. 4. What does the sign mean? Biển báo này nói gì? Chúng ta thấy cái hình có hai người già băng qua đường, đúng không? Thì chúng ta chọn A. Old people cross here. Đó là người già băng qua đây. Chúng ta phải chạy xe chậm thôi, phải chạy cẩn thận. Rồi, các em sửa bài vào. Sang câu 5. What does the sign mean? Biển báo này nói gì? Đây là người đi bộ, đúng không? Vậy là cái con đường này dành cho người đi bộ. Chúng ta sẽ chọn this road is for walkers. Con đường này dành cho người đi bộ. Number 6. What does the sign mean? Biển báo này nói gì? Chúng ta có thể quẹo phải, đúng không? Vậy em đã chọn xem. C. You can turn right here. Bạn có thể quẹo phải ở đây. Sang phần 5 la mã, em hãy đọc kỹ đoạn văn và ghi đúng true hoặc sai false sau mỗi câu và chọn câu trả lời đúng cho hai câu cuối của đoạn văn. Bây giờ chúng ta đọc và dịch nghĩa của cái đoạn văn này ra nha. Dear Stella, thanks for letting me know about your hometown. Let me tell you about my hometown, Burano. Burano is an island
on in the north of Italy, about 7 kilometers from Venice. You can take a 40-minute water bus ride from Venice. It is famous for its colorful houses. You can take great photos wherever you are on the island. Murano is also famous for its seafood. A lot of restaurants serve great fresh seafood at cheap prices. Murano is very quiet and peaceful. About 3,000 people live here. It is better to visit Murano in summer because it is very cold in winter. Please write back soon. I want to know about your family. Your friend Ricardo. Stella thân mến, cảm ơn vì đã để tôi biết về quê nhà của bạn. Bây giờ hãy để tôi kể cho bạn nghe về quê nhà của tôi là Murano. Murano là một hòn đảo ở phía bắc của nước Ý, khoảng 7 km từ thành phố Venice. Bạn có thể đi tàu thủy khoảng 40 phút từ thành phố Venice. Nó thì nổi tiếng cho những cái ngôi nhà nhiều màu sắc. Bạn có thể chụp những bức hình rất là tuyệt vời bất cứ nơi đâu mà bạn tới trên hòn đảo này. Murano thì cũng nổi tiếng với đồ biển. Nhiều nhà hàng phục vụ những cái đồ biển rất là tươi, ngon, với giá cả rất là rẻ. Murano thì rất là yên tĩnh và thanh bình. Khoảng 3.000 người dân sống ở đây thôi. Nói là tốt hơn là ta thăm Murano vào mùa hè bởi vì trời rất là lạnh vào mùa đông. Vui lòng hãy viết trả lời sớm. Tôi muốn biết về gia đình của bạn, bạn của bạn Ricardo. Đó là cái nội dung của bài đọc của ta. Bây giờ chúng ta sẽ chú ý và chúng ta chuẩn bị làm những câu true false bên dưới nha. Number 1, Stella lives in Murano. Stella sống ở Murano. Stella là bạn của Ricardo. Ricardo gửi thư cho Stella. Vậy là Stella đâu có sống ở Murano đâu có các em. Không các em. Vậy là chúng ta câu này là false. 2. Ricardo lives on an island in Italy. Ricardo sống ở một hòn đảo ở Ý. Vậy là sống ở Murano. Đúng rồi đó. 2. Number 3. It takes 40 minutes to get to Murano from Venice by bus. Nó mất khoảng 40 phút để đi tới Murano từ Venice bằng xe buýt. Nhưng mà trên bài là water bus, một chiếc xe buýt đường sông chứ không phải chiếc xe buýt thường nhé. Cho nên là cái câu này false. Number 4, many restaurants in Murano serve cheap fresh seafood. Nhiều nhà hàng ở Murano thì phục vụ hải sản tươi ngon và giá rẻ. Đúng rồi nha. True. Number 5. Murano is quiet and Murano thì yên tĩnh và gì? Peaceful, thanh bình. 6. The main idea of this passage is ý chính của bài văn này là gì các em? Ricardo tells Stella about his hometown. Tức là Ricardo kể cho Stella nghe về quê nhà của cậu ấy. Vậy là 6A. Chọn 6A nha. Rồi các em sửa bài vào. Phần 6 La Mã chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi chỗ trống trong đoạn văn dưới đây. Thì chúng ta có 6 chỗ trống. Thì các em phải chọn câu 1 là một trong 4 A, B, C, D. Chọn một cái để chúng ta điền cho vào chỗ trống số 1 trong đoạn văn cho phù hợp nha. Bây giờ các em sẽ đọc và làm với thầy. My cousin's name is Camilla. She is different. Chị em họ của tôi tên là Camilla. Cô ấy thì khác với tôi. Và different đi với cái giới từ gì các em? Từ from nha. From me. Her hair is blonde, not dark like mine. It's very long. Tóc của cô ấy thì màu vàng, không có màu tối như là tóc của tôi. Nó rất là dài. My hair is curly. Tóc tôi thì quăng. But, nhưng mà nó sao đây? Nó thì rất là thẳng. Vậy thì number 2 chúng ta sẽ chọn
là Camilla's hair, nhưng mà tóc của Camilla thì rất là thẳng nha. Number 2A. She has beautiful blue eyes like the sky. Cô ấy có đôi mắt màu xanh dương rất là đẹp như là bầu trời vậy đó. She is quite short and I'm very tall. Cô ấy thì khá thấp nhưng mà tôi thì rất cao. We don't, chúng tôi không có gì đó, the same hobbies and interests. Chúng tôi không có gì đó các em. We don't share, chúng tôi không có chia sẻ cùng sở thích hoặc là cái sự hứng thú. Vậy là chúng ta tree chọn B nha. But we have, như chúng tôi có gì đây? Fun together, có niềm vui cùng nhau. Vậy chúng ta có gì đây? Chọn a lot of, for D, a lot of, như chúng tôi có nhiều niềm vui cùng nhau. Camilla is friendly and cheerful. She's also a good listener. She always helps me. Camilla thì rất là thân thiện và vui. Cô ấy cũng là một người lắng nghe rất là tốt. Cô ấy luôn luôn giúp đỡ tôi và gives me good advice và cho tôi những lời khuyên rất là tốt. We don't go to each other's houses on the weekend. Chúng tôi thường đi tới nhà của nhau vào cuối tuần. We play video games, watch TV, or sometimes we play music. Chúng tôi thường chơi video games, rồi chơi điện tử, xem TV, thỉnh thoảng chúng tôi nghe nhạc cùng nhau. 6C, together. Together là cùng nhau nha. Rồi các em sửa bài vào. Sang phần 7 La Mã là em hãy ghi dạng đúng của từ trong ngoặc. Thì ở đây chúng ta gọi là dạng word form đó. Chúng ta sẽ điền cái từ trong ngoặc đúng dạng tính từ, danh từ, động từ hay trạng từ của nó. Bây giờ thầy đã sửa cho các em. Bây giờ chúng ta sẽ xem và giải thích cách làm như thế nào nha. Number 1. There are many. Ta cho beauty, mình điền beautiful. Landscapes. Landscape là danh từ, đứng trước phải là tính từ. Ta đổi beauty and beautiful nha. In this village, so it is extremely attractive to tourists. Có nhiều cái cảnh đẹp trong cái làng quê này, vì vậy nó cực kỳ hấp dẫn đối với du khách. Number 2, living in a town is, ta cho differ thì mình điền different, tại different là tính từ đi chung với to be. From living in a big city, sống ở một thị trấn thì khác với sống ở một thành phố lớn. Number 3, my grandfather speaks English and Russian fairly. Người ta cho fluent là lưu loát. Thì bây giờ speak là động từ thường, thì đi với trạng từ. Mình phải thêm ly, tức là tính từ mình thêm ly và hành trạng từ nhé, tức là thể hiện cái cách nói như thế nào. Ông của tôi thì nói tiếng Anh và tiếng Nga rất là lưu loát. Vậy là phải điền fluently. Number 4. His brother is, ta cho interest thì ta điền interested là tính từ. In going to the gym every morning, ta interested là tính từ đi với to be. Các em xem và điền interested nha. Number 5. My father really likes repairing. Tại vì ta cho repair nhưng mà like còn verb in thì ta dùng repairing. Breakfast for members of his family because he can cook well. Ba của Mai thì thực sự thích chuẩn bị các bữa ăn sáng cho gia đình bởi vì ông ấy nấu ăn rất là giỏi. Number 6. Is that blue bag yours, Mike? No, it isn't. Mine is brown. Cái túi màu xanh đó có phải là của bạn không, Mike? Không, không phải. Cái túi của tôi thì màu nâu. Người ta cho ai thì mình dùng sở hữu đại từ của nó là my, là cái túi của tôi. Đó. Number 7. What do you do in your PE class? Bạn làm gì trong cái giờ học môn thể dục của bạn? Vậy làm cho you, mình điền do là sở hữu tính từ, là của bạn nha. Number 8. The story of the movie isn't very interesting, but the actors perform really well. Người ta cho act là diễn xuất. Thì vì cái câu chuyện của bộ phim thì không có thú vị lắm, nhưng mà những người diễn viên đó,
Nhưng những diễn viên số nhiều thì mình điền actors có S nha. Những diễn viên thì diễn xuất thật sự giỏi thì coi như nó bù trừ qua lại. Number 9, she is pretty with long hair and a friendly smile. Cô ấy thì xinh đẹp với tóc dài và một nụ cười thân thiện. Người ta friend, friend là danh từ. Danh từ không có đứng trước chữ smile, smile là cũng danh từ luôn. Thì đứng trước danh từ phải là tính từ nha, thì chúng ta đổi friend thành friendly để đứng trước smile. Friendly smile là nụ cười thân thiện. Simon is very helpful when his friends have problems with their homework. Help, người ta cho mình chữ help thì đi chung với động từ to be là is thì phải đổi thành tính từ. Helpful là hữu ích, có ích. Simon thì rất hữu ích, hay giúp đỡ người khác khi mà bạn cậu ấy gặp vấn đề với bài tập về nhà. Rồi các em sửa bài kỹ vào nha. Đặc biệt cái phần workflow này các em phải viết đúng chính tả. Đó, các em viết sai chính tả cái là chúng ta bị mất điểm liền. Cho nên chúng ta phải học từ vựng cho chắc nha. Sang phần 8 La Mã, em hãy sắp xếp các từ xáo trộn thành câu hoàn chỉnh. Thì ta có 5 câu. Các câu thì đầy đủ các từ rồi nhưng mà nó bị xáo trộn. Thì chúng ta xem chỗ nào viết in, chỗ nào viết hoa thì chúng ta xếp trước. Và theo cấu trúc câu, xếp thành câu hoàn chỉnh có nghĩa nha. Các em xếp chỉ cần lộn một từ thôi. Một từ hoặc cụm từ thì câu cũng không có nghĩa. Và coi như chúng ta sai. Và chúng ta phải viết đúng chính tả nha các em. Rồi chúng ta xem những cái bài sửa của thầy ở đây. Câu 1 thì có cái đề như vậy. Thì chúng ta sẽ sắp xếp lại như sau. My parents go jogging in the park every morning. Tức là ba mẹ tôi đi bộ trong công viên mỗi buổi sáng. Number 2, câu này là một câu hỏi vì có chấm hỏi đây nè. Đó, bây giờ mình sắp xếp làm sao đây? Có do là dưới hoa thì mình đem do lên đứng đầu, thấy chưa? Giống như câu 1 thì có my đó, chúng ta đứng đầu đó. Bây giờ câu 2 xếp lại như vậy. Do you live in the town or in the big city? Bạn sống trong một cái thị trấn hay là một thành phố lớn? Đó. Câu hỏi chọn lựa có chữ or này nè, thấy chưa? Câu 3 thì câu này cũng khá dài. Đối với những câu dài thì các em sắp xếp các em phải đếm cái số lượng từ có đúng với lại cái đề không. Nếu mà thiếu một từ thì cũng sai luôn nha. Rồi, mình sắp xếp thứ tự như vậy. A village is in the countryside and it doesn't have a lot of houses. Một ngôi làng thì ở miền quê và nó không có nhiều nhà. Number 4. Đây cũng là một câu hỏi vì có dấu chấm hỏi em thấy không? Rồi, có từ để hỏi là what nè, viết hoa mình đem lên đầu câu ha. What kinds of books do you like reading? Cái loại sách nào mà em thích đọc? Number 5. Rồi, câu 5 cái đề như vậy. Playing là đứng đầu, vậy thì mình xếp như vậy. Playing chess is my favorite indoor activity. Chơi cờ là cái hoạt động trong nhà ưa thích của tôi. Rồi, bây giờ các em sửa vào thầy. Chúng ta ghi chính tả cẩn thận nha. Coi chừng sai chính tả đó. Bây giờ chúng ta sang phần chính La Mã, cũng là phần cuối cùng trong bài ôn của chúng ta, là em hãy viết lại các câu sau với nghĩa không đổi. Thì phần này chúng ta cũng đã làm qua rồi. Chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc khác, không giống như cấu trúc ở câu đề, nhưng mà viết lại câu đề với nghĩa không thay đổi nha, hoặc là tương tự như vậy. Bây giờ chúng ta có 7 câu, các em xem, chúng ta sẽ sửa với thầy nha. Number 1, there are 6 people in my family. Có 6 người trong gia đình của tôi thì tương đương với gia đình của tôi có 6 người. My family has 6 people. Number 2. My mother teaches English at this school. Mẹ tôi dạy tiếng Anh ở trường này. Thì chúng ta tương đương với my mother is an English teacher at this school. Mẹ tôi là một giáo viên tiếng Anh ở trường này. Đó, hai câu này bằng nghĩa nhau. Number 3. They are Minh and Phong. Họ là Minh và Phong. Thì tương đương với their names are Minh and Phong. Tên của họ là Minh và Phong. Number 4. How old are you? Bạn bao nhiêu tuổi? Thì tương đương với cấu trúc là what is your age? Tuổi của bạn là gì? Thì age là danh từ của old. Và các em thấy. How thì thường đi với tính từ. Và what đi với danh từ nha. Các em nhớ cấu trúc đó. Number 5. My favorite subject is English.
Môn ưa thích của tôi là tiếng Anh thì tương đương với I like English best. Tôi thích môn tiếng Anh nhất. Number 6. My house is on Lạc Long Quân Street. Nhà tôi thì trên đường Lạc Long Quân. Thì tương đương với I live on Lạc Long Quân Street. Tôi sống trên đường Lạc Long Quân. Number 7. The boy is tall. À, cậu con trai đó thì cao. Thì tương đương nghĩa với He is a tall boy. Cậu ấy là một cậu bé trai cao. Rồi các em sửa vào và nhớ ghi đúng chính tả từng câu nha, vì sai chính tả cũng bị trừ điểm đó các em. Rồi các em có một phút để chép vào. And now homework. Review the new words, grammar and exercises of units 1, 2, 3. Prepare for midterm test. Phần dặn dò về nhà thì các em phải về ôn lại tất cả từ mới, ngữ pháp và các dạng bài tập của 3 bài. Unit 1, 2, 3. Và các em chuẩn bị ôn tập cho kỹ, cho kiểm tra giúp kỳ sắp tới nhé. Thầy chúc các em làm bài thật tốt. Goodbye class and see you again.